Đây là một cái bộ kích điện 24V lên 220V sóng xin chuẩn các bạn. Và cái loại này nó là thương hiệu của Trung Quốc lắp ráp nguyên bộ. Thì mình đang đặt trên bàn đây. Và cái này thì mình mua được từ cái đồ Đồng Nát. Thì đối với một cái bộ như thế này thì nó cũng rất là cũ kỹ rồi các bạn ạ. Đó. Cái mặt nhựa này thì nó còn được, nhưng các cái vỏ sắt này thì rất là cũ kỹ này. Đây các bạn nhìn thấy rất là cũ kỹ này. Và mình đã phải đục một thời gian rất là lâu mới ra được những cái con ốc này. Thì mình mua cái này về thì ý đồ ban đầu ấy thì mình nghĩ rằng là để khắc phục, thế nhưng mà nhìn trông nó quá cũ rồi cho nên là cũng có thể sẽ không khắc phục cái này nữa, mà nếu có khắc phục được thì nó chạy cũng không ra gì các bạn ạ. Ở đây là cái thông số của nó này, điện áp hoạt động của nó là 24V và cái điện áp đầu ra là 220V 50Hz đó, tức là cái bộ kích điện từ 12 à xin lỗi từ 24V lên 220V, và cái loại này thì nó sẽ tích hợp sạc luôn. Đây là quạt gió này. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái lắp này ra và phân tích một số những cái bộ phận bên trong của nó cho những anh em nào chúng ta chưa từng biết về những cái bộ kích điện như thế này, và chúng ta sẽ tham khảo xem là một cái bộ kích điện của Trung Quốc sóng xin nguyên hộp thì nó sẽ như thế nào nhé. Đây. Đây chính là bên trong của một cái bộ kích điện 24V lên 220V. Cái này thì mua từ đồ Đồng Nát cho nên là nó cũng đã bị dập vỡ rất là nhiều rồi các bạn. Có thể tận dụng được là những cái ví dụ như là biến áp này. Biến áp này, cuộn lọc cao tần để hạ dòng không tải này. Đó, đây là những cái bộ phận của nó này, bao gồm là biến áp. Biến áp này thì nó cũng chạy với thông số như như thông thường thôi. Nó cũng giống như là những cái mạch điện của mình đang chạy. Ví dụ như là vào 220V và có một cái đường thứ cấp này này. Nếu mà cắm ngược điện vào thì cái dây da này là thứ cấp. Thứ cấp này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 cho đến 14V. 12 đến 14V. Và trước khi đưa vào cái phần mạch cầu H này, đây là bốn cái cửa của mạch cầu H. Bao gồm mỗi một cửa là mình thấy rằng ở đây chạy là bốn con MOSFET. Đọc được chữ đây là HI1906. Đó, chạy 16 con MOSFET. HI1906. Và cái cuộn này là cuộn hạ dòng các bạn nhé. Cuộn hạ dòng đây thì mình thấy rằng là họ quấn khá là nhiều đấy, cái dây rất là lớn. Bây giờ mình sẽ zoom gần vào cho các bạn thấy này, cuộn hạ dòng đây, dây rất là to nhưng mà nó lại là dây nhôm các bạn. Mình thấy là dây nhôm bởi vì dây nhôm này mình bẻ cảm giác như nó rất là mềm như này, thậm chí là cái dây thứ cấp đầu ra này cũng là dây nhôm các bạn, cũng là dây nhôm nhá. Đó, chứ dây đồng rất là cứng. Mình bẻ như này thì nó dây nhôm rồi. Đây, dây này cũng thế này. Đó, dây đồng thì nó sẽ rất cứng. Cái dây đầu vào thì cũng khá là lớn này, cảm giác như cũng khá là an tâm. Với cái công suất của nó chỉ đạt có 800W thôi, 24V. Biến áp đây. Kích thước của nó thì nó khoảng tầm hơn 10 cm, mười mấy cm đó. Cũng khá là lớn đó. Về cái cấu tạo chạy thì nó cũng chạy mạch cầu H thôi, nhưng mà nó sử dụng bằng cái con chip lập trình riêng các bạn. Đây này, đây chính là cái bo phần xử lý, nó chính là cái phần bộ não của cái inverter này, bộ kích điện này. Và đây chính là con chip lập trình này. Con chip lập trình này thì nó chạy bằng con 17F886 các bạn, 17F886 nhá. Cái bộ này ấy, thì nó sẽ chạy là chip lập trình riêng. Đây là cái bộ phận chip lập trình tạo ra cái dạng sóng xin, bao gồm hai cửa tần số cao khoảng tầm vài chục kHz và hai cửa tần số thấp 50Hz. Sau đó thì nó sẽ phay trộn mang cái tần số mang á, thì nó sẽ đi vào cái biến áp này và phay ra 220V này. Nhưng mà cái loại này thì nó bao gồm cả sạc nữa cho nên là cũng rất là nhiều dây như này các bạn ạ. Rất là nhiều dây. Mình nói thêm một chút về cái cuộn hạ dòng không tải này cho những cái bộ inverter sóng xin nói chung. Thì những cái bộ inverter sóng xin này nó muốn hạ dòng không tải thì chúng ta sẽ có hai cách mắc. Một là chúng ta mắc cái lõi ferrit, nó bằng cái lõi ferrit các bạn nhé, chứ không được lõi sắt từ không có tác dụng. Nó bằng lõi ferrit. Một là chúng ta sẽ mắc ở đằng thứ cấp, có nghĩa là cuộn 220 trước khi đưa vào hồi tiếp trên mạch. Thứ hai là mắc cuộn sơ cấp. Sơ cấp này thì nó sẽ từ cái mặt phần cầu H này này. Đó, nó sẽ đi vào một dây. Còn lại là một dây này, đây chính là hai dây này, là hai dây của một cuộn sơ cấp này, thì một cái đi vào một cửa của tản nhiệt này, và cái này còn lại thì đi qua cái cuộn này rồi mới đi vào cái một cửa nữa của cầu H.
đó thì nó sẽ hạ dòng không tải. Và chú ý rằng là cái lõi ferrite này nó cũng không phải là lõi nào chúng nó cũng hạ dòng không tải được các bạn nhé. Nó sẽ có quy định màu các bạn, giống như là cái loại mà nó dành để mà lọc cho ví dụ như là âm thanh, phần âm thanh class D ấy, thì nó sẽ có màu khác. Và cái lọc cho cái phần cầu hát sóng sin phay 220 từ 300V ra 220 ấy, thì nó cũng có màu khác. Và cái loại hạ dòng không tải này cũng có màu khác. Thì đối với cái việc mà chúng ta muốn hạ dòng không tải cho những cái mạch sóng sin trên thị trường nói chung và cái mạch sóng sin bên mình nói riêng thì chúng ta sẽ phải sử dụng bằng cái lõi ferrite màu xanh lá cây. Thì ở đây mình cũng nhận thấy rằng là họ cũng sẽ sử dụng bằng màu xanh lá cây này. Đó, màu xanh lá cây này. Hoặc là màu đen giống như là cái loại đen của biến áp sắt. À xin lỗi, màu đen của biến áp xung. Biến áp xung nha các bạn nhá. Chứ còn nếu như màu đen bóng thì lại không được. Đó, bởi vì cái độ mà từ cảm của nó là khác nhau, cho nên là chúng ta sẽ phải làm cái này nó đúng. Dễ nhất thì chúng ta sẽ mua cái loại ferrite màu xanh lá cây này. Còn hai là chúng ta sẽ lấy bằng cái biến áp xung loại khít. Cái lõi ferrite của biến áp xung loại khít ấy, thì chúng ta sẽ làm được cái cuộn như này. Nhưng mà lõi xuyến này thì chúng ta sẽ xỏ bằng dây dễ hơn này, các bạn thì thấy này. Và đối với cái việc mà xỏ bằng dây ở cái phần sơ cấp thì cái tiết diện dây ấy, nó sẽ tương đương với cái dây của sơ cấp này các bạn nhé. Ví dụ như ở đây mình thấy rằng họ quấn khoảng tầm bao nhiêu dây đây, các bạn có thể nhìn thấy này, 2, 4, 6, khoảng ít nhất là trên 6 dây, 2, 4, 6, 7, 7 dây đến 8 dây. Và cái dây cỡ này thì nó rơi khoảng tầm gần 1.5 ly. Dây này không nhỏ đâu các bạn, nhìn rất là lớn đấy. Đây mình sẽ zoom gần hơn một chút này. Đó các bạn thì nhìn thấy không, dây này nó cũng phải tầm 1.5 ly, rất là lớn thì nó mới chịu được cái dòng ở phần sơ cấp ăn cái điện áp 24V ấy. 24V 800W thì nó ăn khoảng 40A, cho nên là cái dây này rất là lớn. Nói chung là về cái thiết kế thì tháo ra mình cũng không lạ lẫm, bởi vì là nó cũng mang một cái gì đó nó chung chung thôi. Về các cái phần mạch điện sóng sin nó cũng tương tự như vậy. Thứ nhất là bao gồm biến áp sắt, loại này chạy biến áp sắt thì nó sẽ chạy biến áp sắt. Thứ hai là cuộn hạ dòng không tải. Thứ ba là 4 vế của cầu hát chạy bằng MOSFET, ở đây điển hình là chạy bằng 16 con. Đó. Âm nguồn này thì nó sẽ đi qua cầu trì, cầu trì này là 2 con 40A tương đương với 80A. 80A thì nó chạy được công suất đỉnh ở 24V là khoảng tầm 1600W, thì tức là cái này nó chịu được công suất là gấp đôi so với cái công suất mà của máy này nó chạy được, cái cầu trì các bạn nhá. Ngoài ra thì đây chính là cái phần bo tạo sóng sin và cũng như là vi điều khiển. Thì trên cái mặt điều khiển này nó cũng sẽ kết nối với cái con lập trình này để nó điều khiển cái bộ này nó hoạt động. Quạt gió tất nhiên rồi, phải có. Và đây chính là cảm biến nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ này thì nó chỉ bắt vào một miếng nhôm tản nhiệt thôi. Có nghĩa là cái miếng nhôm này nó nóng thì nó nhận diện, còn hai miếng còn lại này thì gần như là nó sẽ kiểu như là tỷ lệ thuận này. Cái này tăng thì tất cả này nó cũng đều đồng loạt tăng, cho nên là nó chỉ cần nhận diện là một cái tấm tản nhiệt này thôi. Về cái phần con này nó nhận diện công suất đầu ra để khống chế không vượt quá 800W nếu như nó định mức. Ở cái công suất đấy thì nó sử dụng bằng một cái biến áp này, này các bạn này. Biến áp này là biến áp dòng. Biến áp dòng này của cái điện áp xoay chiều tần số thấp thì nó sẽ sử dụng bằng cái lõi là sắt từ các bạn nhé. Biến áp sắt từ, đây này, chứ không phải lõi ferrite. Nếu như ở tần số cao thì nó sử dụng lõi ferrite, còn đối với tần số thấp thì nó lại sử dụng sắt từ đây. Đó. Đây chính là cuộn cảm biến dòng. Chạy công suất lớn hay không thì nó sẽ xuất ra một cái mức vôn ở đầu ra, nó cũng giống như một cái biến áp thôi, có sơ cấp và thứ cấp. Thì nó xuất ra phần thứ cấp mà nhiều vôn thì có nghĩa là nó nhận diện được là đang tải cao. Và đến một cái mức nào đó thì nó sẽ ngắt máy. Thì đấy chính là cái gọi là biến áp cảm biến dòng. Và với một cái bộ kích điện sóng sin như thế này á, thì trước đây, cách đây khoảng tầm 5 năm trước thì mình cũng thấy rằng là cái bộ mà tương tự như thế này với công suất như thế này thì nó có cái mức giá khoảng tầm 2.2 triệu cho đến 2.5 triệu, không rẻ đâu các bạn ạ. 2.2 triệu đến 2.5 triệu mà công suất nó cũng chỉ đạt khoảng 1.000W thôi. Ở đây nó còn sử dụng bằng biến áp là dây nhôm nữa. Đó, thì cái video này thì mình bóc ra cho các bạn xem cái cấu tạo bên trong cũng như là cái thiết kế của một cái bộ inverter, một cái bộ kích điện từ 24V đến 220V mà nguyên hộp của Trung Quốc nó như thế nào. Đây cũng là một cái cho các bạn có thể tham khảo. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.